Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là mình ở nhà cách mình làm món canh đầu cá. Canh đầu cá nấu theo kiểu dân dã đơn giản trong những ngày mà Hà Nội đang cách ly để chống dịch. Cái nấu canh đầu cá này của mình nguyên liệu thì có mỗi cái đầu cá mình giã đông từ trong tủ lạnh từ tối hôm qua này. Cái hành lá này, hành lá để tủ lạnh lâu nó cũng vàng vàng. Một quả ớt này, với cả mấy quả cà chua. Mấy quả cà chua này thì mình đã nấu thành, đánh ra và cho nước vào mình đang nấu. Đây là một nồi canh cá, một nồi canh đầu cá siêu ngon, nấu theo cách dân dã và đơn giản nhất. Đấy, cho đầu cá vào. Săn luôn các bạn. Đấy, săn luôn miếng cá lại. Đấy, mình mở tủ lạnh để lấy cá giã đông rồi mai nấu canh cá nha các bạn nhé. Là đang mùa dịch, đang nghỉ nhà chống dịch 2-3 tuần nay rồi, cho nên là ăn toàn đồ đông lạnh, toàn đồ đá. Đây, đầu cá nhá. Đấy, lúc chúng ta cấp đông đồ ăn thì đồ ăn tươi thì chúng ta cứ cắt đúng khúc ăn của một bữa. Đấy, chúng ta gói kín giấy bóng để ngăn đá. Đấy, xếp lại thịt ta đây luôn đấy nhá. Cho xuống ngăn dưới. Để cấp đông đá này thì chúng ta để xuống ngăn mát. Đây, chúng ta để xuống ngăn mát từ tối hôm trước nhé. Để xuống ngăn mát từ tối hôm trước để cho nó giã đông từ từ nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái độ lạnh, cái cá nó không bị hỏng. Đấy, để đến mai bắt đầu lấy nấu. Đấy, sau khi ra qua một đêm hay là một buổi sáng mình đã giã đông cái đầu cá này rồi nhá. Bây giờ mình bỏ ra để nấu canh. Đấy. Đầu cá rất là ngon. Đấy các bạn nhá. Đây, hôm nay mình sẽ nấu món canh đầu cá. Trong cái thời gian chống dịch cho nên là cũng không đi chợ mua được gì cả. Đây có một ít hành này, mấy quả cà chua thôi, mấy quả ớt, cũng không có sấu, không có quả chua hay là chanh gì cả. Thế cho nên là nấu đơn giản như thế này để ăn trong cái giai đoạn nghỉ cách ly chống dịch cho các bạn nhé. Nấu nguyên liệu nấu đơn giản nhất, giá rẻ nhất, chi phí rẻ nhất để có bữa cơm canh cá đổi món, đỡ phải ăn mì tôm. Chứ thường ngày vẫn phải ăn mì tôm cho nên là mệt lắm. Nên canh cá đây bây giờ mình bỏ ra. Đấy, đầu cá hôm qua là giã đông rồi. Này, sờ mềm mềm hẳn nhé các bạn nhé. Đấy, mềm lắm. Giã đông xong rồi bây giờ thì nữa mình cho ra mình rửa qua đi. Vì trước khi mình cho vào cấp đông mình đã rửa sạch rồi, làm sạch sẽ. Đấy. Bây giờ cho vào đây để rửa. Đấy, bây giờ đầu tiên là mình sẽ tiến hành là đảo cà chua các bạn nhé. Đảo cà chua xong rồi nấu nước. Đấy, bật bếp. Đảo cà chua xong là nấu nước dùng ngon sủi đi, xong bắt đầu mới cho cá vào. Tại sao mình làm thế? Bởi vì là khi miếng cá cho vào nước nó nóng sôi ở nhiệt độ cao, miếng cá nó sẽ săn lại. Nó vừa chắc mà vừa không tanh. Nước dùng xong nó ngấm vào miếng cá. Mình nấu canh cá đơn giản này, dân dã này thì mình không cho ấy nhá, không cho rán cá làm gì cả mà nấu bằng cá tươi ăn ngon. Đấy, dầu bắt đầu sôi nha các bạn nhá.
cho cà chua vào. To quá. Dầu bắn. Có gì nữa. Đấy. Sau khi đảo cà chua mình tiến hành cho thêm một ít nước và đảo không nó cháy. Đấy, đảo chín cà chua đi. Đảo cho nó có màu một tí xong rồi mình sẽ cho nước vào đun. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành đun nước đợi cho nó sủi thì thôi. Lúc nào nó sủi thì sẽ cho cá vào. Sủi cho cá vào sẽ đun cho nó chín thì thôi. Canh cá dân dã này rất là ngon các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Sau 2-3 phút đun cái nồi nước này đã sủi. Nồi nước cà chua đây, mình đã cho mì chính và muối bột canh vào rồi nhá, nước mắm nữa. Chất lượng nước rất là thơm ngon rồi. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình cho cái đầu cá này vào. Wow. Các bạn lưu ý là cho cá vào đúng lúc nước đang sôi nhá, đang sôi nước đang sôi già. Đấy, để cho miếng cá nó săn lại. Mình nấu canh cá thì không bao giờ mình rán cả. Nhiều bạn cứ bảo là phải rán cá, mỗi nơi thì có một cái cách làm. Mình làm theo cái cách này. Đây là một nồi canh cá, một nồi canh đầu cá siêu ngon. Nấu theo cách dân dã và đơn giản nhất. Đấy, cho đầu cá vào. Nó săn luôn các bạn. Đấy, săn luôn miếng cá lại. Đó. Mình nấu canh cá như thế này đảm bảo là không tanh tí nào nhé các bạn nhé. Mà ăn cực ngon luôn. Không cần phải nhiều gia vị, gia giảm làm gì cả. Rất đơn giản thôi. Nấu theo cách đơn giản, cách mọi của người dân. Những người bình dân thôi. Sẽ có một bữa nồi canh cá ngon. Đấy các bạn thấy chưa, nó sủi. Sủi tung bay luôn. Cái nồi canh cá này của mình chỉ có một cái đầu cá này, ba quả cà chua này, với một ít hành, một quả ớt và mắm muối mì chính thôi. Wow, sủi trào ra đấy. Nấu nồi canh cá, đầu cá siêu tốc và siêu ngon luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi thả cá vào lúc mà nước nó sôi, bây giờ miếng cá nó săn lại. Đấy. Miếng cá săn lại rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ mình tiến hành, bởi vì cá này là cá giã đông cho nên mình sẽ tiến hành đun nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa để nó chín dần nhá. Chứ không đun mạnh lửa nữa. Lúc nãy mình vừa đun to lửa để cho nó sủi, để nó săn miếng cá lại. Thế bây giờ cho nhỏ lửa lại để om. Đây, tiến hành đẩy vung lại. Đẩy vung lại và om ở mức số 3 nhé. Đang đun ở mức số 3. Đấy. Đến trưa nay sẽ có một bữa cơm canh cá đầu cá ngon tuyệt vời để ăn cơm. Với chi phí thấp nhất, không cần cầu kỳ. Đấy, mình tiến hành đun nhỏ lửa các bạn nhé. Đấy, đun nhỏ lửa cho cá nó chín. Ui dồi, mùi thơm quá. Ôi, có một tí ớt thôi. Ớt với cà chua, mắm, gia vị. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Miếng cá của mình là nó không bị vẫn nguyên vẹn nhá, không nát không gì cả, thấy chưa? Đấy, ninh rất kỹ rồi, đấy, thấy chưa?
quá ngon luôn. Mình lật đi, lật một cái cho nó đều. Nóng quá, vung nóng quá. Vung nóng quá. Đấy các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta đun nó đun, cứ đun lăn tăn nhỏ lửa thôi. Đun lăn tăn nhỏ lửa cho nó cá nó chín nhừ thôi, ăn nó mới ngon. Càng chín càng ngon nhé. Wow, canh cá sủi kinh quá. Rồi, cá chín rồi nhá, bỏ ra ăn thôi. Đấy, ngon chưa? Các bạn thấy chưa? Miếng cá của mình nhá, vẫn không thay đổi gì nhá, vẫn nguyên bản cả miếng cá luôn. Màu nước thì rất là đẹp. Cá này ăn cực béo không tanh. Đấy, bây giờ cá chín rồi mình sẽ tiến hành cho hành vào. Không có rau mùi với thì là các loại thể loại rau thì cho mỗi hành thôi. Được, không sao cả. Đấy. Nước vừa xanh vừa đỏ. Quá ngon luôn. Tiến hành bắc ra để ăn nha các bạn nhá. Đây là món canh đầu cá nấu theo kiểu dân dã, siêu ngon mà không có cần gì phải nhiều nguyên liệu làm gì cả, nấu rất đơn giản. Nhiều bạn có khi là còn chê là bảo là luộc cá mình thế nọ thế kia, nhưng mà thực tế là ăn miếng cá rất là chắc, thịt béo, nước rất là đậm đà, thế là được, thơm, cần gì đâu. Đấy, mình thì bắc ra để ăn cơm nhá. Đấy, mình tắt bếp rồi nhá các bạn nhá. Tắt bếp rồi, giờ mang ra để ăn. Mang ra bàn. Ôi xui, cảnh quá ngon luôn. Đây, bây giờ mình thử vừa quay vừa múc canh ra, múc cá ra xem có được không nhá. Đấy, đây các bạn nhìn này, miếng cá của mình còn nguyên luôn nhá. Thấy chưa? Khúc cá đầu cá ngon không? Không xê dịch, không bị làm sao là bị nát hay bị gì cả. Đấy. Cá rất rắn nhá, thịt cá này. Đấy. Múc ra đây. Đấy, bây giờ mình thử lấy đũa mình thử một ít ra xem cho các bạn xem nhé. Thịt cá này trắng chưa, các bạn thấy chưa, trắng phau luôn nhé. Ủi thơm, mùi cá rất thơm luôn. Thử tí này cho cá rắn thơm thật. Múc ra để ăn. Múc ra để ăn cơm. Để chút cho nhanh. Đấy, thấy chưa? Đấy. Trưa nay chúng ta có bữa cơm canh cá với cà nhé các bạn nhé. Cà mình muối sổ. Đấy, bữa cơm canh cá này. Nhìn nó hấp dẫn không các bạn? Đậm đà không? Nước này, nước dùng. Nước dùng quá tuyệt luôn. Cá béo. Hôm mời các bạn ăn cơm mình nhá. Coi như là mình đã giới thiệu xong cái món canh đầu cá của mình. Làm món canh đầu cá trong mùa dịch, nghỉ chống dịch, giãn cách xã hội, nghỉ chống dịch ở nhà. Thực ra là đến tầm này rồi ai cũng đuối, chợ trước thì không đi được,
Thế nên là rau dưa, rau cỏ là không mua được. Những cái đồ này là đều đồ đông lạnh hết. Từ cà chua đến hành đến cá, cá cũng là cấp cấp đông trong tủ. Đấy. Thế bây giờ là tiến hành mình ăn cơm, cơm với cà. Mời các bạn. Đấy, giờ có cơm bây giờ mình múc canh vào bát. Ngon lắm các bạn. Ăn này tốn cơm lắm. Nước canh rất là thơm luôn nhá. Không có một chút, có một chút mùi tanh nhá. Đây. Miếng cá đây các bạn ơi. Thấy chưa, ngon chưa? Cá quá ngon luôn. Thôi, mời cả nhà nhá. Mình ăn. Thơm quá. Ngon. Cá chắc lắm. Quá ngon luôn. Cơm. Hơi nóng, đang hơi nóng. Thôi mình dừng video để ăn cơm nhá. Chúc các bạn mọi sự là may mắn, gặp nhiều may mắn. Và các bạn xem video nếu mà thấy hay, thấy có gì cần chia sẻ thì có thể là comment ở dưới bên thông dưới nội dung của mình. Và các bạn yêu thích kênh của mình thì có thể giúp mình là ấn vào chuông đăng ký kênh để ủng hộ mình và chia sẻ các cái video của mình nếu mà thấy nó hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người sức khỏe, thành công.